những cuốn hồi ký, những kỷ niệm một thời chiến đấu không thể quên. Chiến trường ca thật khốc liệt. Mời các bạn cùng đón nghe hồi ký của cựu chiến binh chiến trường ca. Đây là trận đánh đầu tiên tôi tham gia cùng đại đội 6 tiểu đoàn 2. Giết chết một lính para, tịch thu một khẩu súng AK-47. Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát tiểu đoàn đã nắm được quy luật hoạt động của bọn lính para. Mỗi sáng từ 6:30, có một tốp lính khoảng 7 hoặc 8 người đi tuần tra từ căn cứ của chúng, men theo đường bò vào sâu trong nội địa Campuchia, qua ngã ba đường bò, là nơi giao nhau của hai đường xe bò từ bên kia biên giới. Các xe bò thường chờ đợi nhau ở đây, nên lâu dần tạo thành một chảng trống, đường kính khoảng 40 mét. Bọn lính para dù đi theo đường bò nào cũng đều phải băng qua chảng trống này. Và đây là địa điểm lý tưởng để phục kích. 15 giờ chiều ngày 3 tháng 6 năm 1981, chúng tôi bắt đầu hành quân từ Đăng Cum với lực lượng khoảng 20 người, gần gấp 3 lần số lính para, gồm 3 trinh sát tiểu đoàn, 14 cán bộ chiến sĩ của các trung đội đều là lính miền Nam, và 3 người của đại đội bộ, gồm chỉ huy trận đánh thiếu úy đại đội phó Võ Văn Cổ, cậu Nẵng quê ở Củ Chi, liên lạc của anh Cổ và tôi. Do trận đánh được chuẩn bị kỹ và lực lượng áp đảo, nên anh Cổ không huy động hỏa lực B-40 mà chỉ dùng toàn súng trường, một khẩu trung liên RBD và 18 khẩu AK-47. Người duy nhất ra trận không mang súng là tôi. Sức khỏe tôi vẫn chưa bình phục, bụng vẫn còn quấn băng vì vết thương chưa lành sau lần bị thương một tháng trước. Ngày 1 tháng 5 năm 1981, tôi đã thoát chết một cách kỳ lạ. Đó là khoảng 9 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1981, trong một trận đánh với lính para ở phía bắc Đăng Cum, đại đội tôi dàn hàng ngang chủ động tấn công trước. Tôi và anh Quê liên lạc đại đội chạy sau cùng, cả hai cùng nấp vào một ụ mối để tránh đạn. Sau đó anh Quê gọi tôi: "Chạy lên đi!" Rồi anh phóng lên trước. Tôi chờ anh chạy trước khoảng 5-6 mét, tôi sẽ chạy theo. Bỗng một bàn tay đập vào vai trái làm tôi dần mình quay lại. Dĩ nhiên không có ai cả, vì tôi là người đi sau cùng. Bỏ qua thắc mắc trong tâm trí, tôi rời ụ mối, lao nhanh theo anh Quê. Nhưng mới đi được khoảng 2 mét thì một trái cối 60 rơi thẳng đứng trước mặt, cách tôi tầm 3 mét, làm tôi bị thương nhẹ ở vùng bụng và cánh tay. Nhưng ngay lúc đó tôi đã nhận ra ai đã đập vào vai tôi. Nếu không có bàn tay ấy, trái cối bằng gang tay 4 kg ở độ cao 300 mét rơi vào đầu, không cần nổ cũng làm tôi chết tươi, ăn năn cũng chẳng kịp. Đây là sự lạ đầu tiên trong đời lính. Mảnh cối xuyên qua gần hết thành bụng, cách dạ dày 2 mm thì dừng lại. Đến cả y sĩ Bảy Tròn, người đã phẫu thuật cho hàng ngàn thương binh từ thời chống Mỹ qua thời chống Pốt, khi cắt lọc vết thương trên bụng tôi đã phải thốt lên: "Thằng này quá may mắn." Tôi nằm viện đúng 23 ngày. Nhân có xe tải chở gạo và Đăng Cum, tôi xin ra viện vì thuốc điều trị chỉ còn Sulfamid và thay băng mỗi tuần 2 lần. Trong thời gian tôi nằm viện, anh Tập, y sĩ tiểu đoàn, phân công y tá Trần Đình Cháu quê Bình Trị Thiên xuống tăng cường cho đại đội 6, và vô tình càng khoét sâu vào sự chia rẽ làm hai phe: lính miền Nam và phe lính miền Bắc của đại đội bộ đại đội 6. Chủ yếu ban chỉ huy canh đua xem phe nào đánh trận giỏi hơn. Miền Nam chỉ có anh Cổ quê Củ Chi, còn 3 cán bộ đại đội khác đều là người Bắc. Chính vì vậy, trận đánh do anh Cổ chỉ huy toàn lính miền Nam, kể cả y tá. 17 giờ, chúng tôi đến ngã ba đường bò. Anh Cổ ra dấu cho các chiến sĩ cảnh giới xung quanh, rồi khẽ gọi các cán bộ trung đội và tổ trưởng trinh sát lại. Anh bẻ một nhánh cây nhỏ, dài hơn gang tay, rồi ngồi xổm trên đất. Trong khi tôi đứng ở phía sau lưng anh, nên quan sát rất rõ. Anh vừa nói vừa vẽ vào một vòng tròn ở trên cát. Đây là 2 nhánh đường bò, bên phải và bên trái. Vẽ xong nhánh đường nào, anh chỉ tay luôn vào địa hình thực tế. Thông thường chúng sẽ đi từ nhánh bên phải. Khi tên đi đầu ra giữa trạng, xạ thủ trung liên đặt đối diện với nhánh đường này sẽ ngắm tên đi đầu, bắn dọc theo đội hình hàng một của chúng, và đó là lệnh nổ súng. Tình huống thứ hai, nếu chúng đi từ nhánh bên trái, khi tên đi đầu ra giữa trạng, trung đội trưởng
nhắm đối diện với nhánh bên trái sẽ dùng AK khai hỏa trước, và đó là hiệu lệnh nổ súng. Các đồng chí ai có ý kiến gì khác không? Vì chỉ huy triển khai nhiệm vụ rõ ràng, mạch lạc nên tất cả đều hiểu rõ. Và về vị trí được phân công, riêng vị trí chỉ huy là một ụ mối cao chừng 1,5 m, có tầm nhìn bao quát toàn bộ địa hình. Chúng tôi ăn vội miếng cơm vắt với cá khô, rồi trải tấm ni lông trên cỏ, cố dỗ giấc ngủ chập chờn chờ cho trời sáng. Do lũ muỗi cứ vo ve bên tai, vừa thiếp đi thì lại giật mình tỉnh giấc vì bị muỗi chích. Trời chưa sáng hẳn, chúng tôi đã trỗi dậy, ba lô gọn gàng, chuẩn bị cho trận đánh. Anh Cổ ngồi bên phải ụ mối, đeo khẩu súng K-59 bên hông trái, nhưng tay anh vẫn cầm khẩu AK, chống xuống đất, chờ đợi. Anh là người duy nhất ra trận mang hai khẩu súng. Cậu Nãng cũng chống súng, chờ đợi bên trái ụ mối. Tất cả 19 người đều chăm chú, quay mặt vào trong trạng, chờ bọn địch xuất hiện. Chỉ có mình tôi quay mặt ra ngoài. Dù không ai nhắc nhở, nhưng tôi biết nhiệm vụ của tôi lúc này là quan sát cảnh giới ở phía sau của đại đội. Gần 7 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 1981, khi những tia nắng đã ở lưng chừng các ngọn cây, tiếng cậu Nãng gọi khẽ. Anh Cổ ơi, lính nó đang xuống kìa. Tôi quay lại bò cẩn thận lên ụ mối, trong khi cậu Nãng bồn chồn quay phía nhìn anh Cổ. Anh Cổ ơi! Im đi, tao thấy rồi. Anh Cổ trả lời mà vẫn ngồi im như pho tượng, mắt chăm chú nhìn những tên lính para đang đi từng nhánh ở phía đường bò bên phải. Tôi vừa ngoi lên khỏi ụ mối đã thấy rõ 4 tên lọt vào phía phạm vi trảng. Mỗi tên cách nhau 3 m. Tên đi đầu mang quân phục màu xanh đậm, bồng súng trước ngực. Cách điểm giữa trảng khoảng 5 m là thời điểm khẩu trung liên sẽ khai hỏa. Tên đi thứ 3 lại mang quân phục rằn di, sắn hai ống quần lên tới đầu gối như nông dân chuẩn bị lội ruộng. Nó xách khẩu AK bên tay phải, tay trái đưa thẳng ra sau, vòng lên đầu rồi hướng thẳng ra phía trước, tự tin ra dấu cho những thằng đi sau tiến lên. Khi tên đi đầu đã vào giữa trạng, đến lượt anh Cổ. Bồn chồn, anh vừa lầu bầu vừa nhìn về hướng khẩu trung liên đang nấp trong bụi rậm. Nếu nó không khai hỏa thì chỉ có anh mới có quyền ra lệnh nổ súng. Nhưng anh không thể bóp cò khi đang ở sau lưng các chiến sĩ. Vì vậy, sau một giây lưỡng lự, anh Cổ xách súng chạy lên ngang hàng với chiến sĩ, đúng lúc tiếng trung niên giòn giã kêu. Tên đi đầu ngã sấp xuống, đè luôn khẩu súng dưới bụng. Các tên khác chạy lui vào các cây gần đó, chống trả quyết liệt. Một trái B-40 nổ ở tầm cao 4 m, ở trên thân cây phía sau, làm cậu Dũng xạ thủ trung liên bị một mảnh vào lưng. Cậu Tâm trinh sát bị một mảnh vào má bên phải, nhưng chúng chỉ chống cự khoảng 2 phút rồi bỏ chạy. Mỗi đứa một hướng, anh Cổ và các cán bộ trung đội đồng loạt rời khỏi vị trí nấp để chiến sĩ noi theo. Tất cả đứng thẳng lưng, kẹp súng bên hông, nhả đạn. Như hình ảnh tôi đã từng thấy trong các bộ phim chiến tranh. Anh Chiến, trung đội trưởng, chỉ tay về phía một tên lính đang chạy cả nhắc, dáng rất mệt mỏi, khoảng cách 50 m. Nó bị thương rồi, đuổi theo. Nhưng ngay lập tức, anh Cổ ra lệnh. Không đuổi theo, tất cả chuẩn bị rút. Trong khi tôi đang mang vết thương cho cậu Dũng, thì cậu Khanh và cậu Trần Minh Dương cùng chạy về phía tên lính nằm sấp. Cậu Dương điểm xạ 2 phát, làm cả hai lùi lại cảnh giác. Sau vài giây chờ đợi, cậu Khanh thận trọng bước tới, bắn bồi một viên nữa, rồi đứng cảnh giới cho cậu Dương lôi khẩu AK-47 dưới người tên lính ra. Nhưng cả hai mới đi khoảng 10 m thì cậu Dương chợt như nhớ ra điều gì, vội đưa khẩu súng chiến lợi phẩm cho cậu Khanh, rồi quay lại lột đôi giày da cao cổ của tên lính. Đôi giày này tốt hơn nhiều lần giày vải của quân khu 7 mà bộ đội ta được trang bị. Trên đường về, chúng tôi truyền tay nhau khẩu súng của tên lính xấu số. Đó là một khẩu AK-47 còn mới. Cậu Dũng đã ngắm chính xác, viên đạn trúng ngay thân súng, tạo thành một vết xước ngang, rồi đi luôn vào bụng tên lính. Báng súng bằng gỗ nâu đỏ, mặt gỗ láng bóng như có phủ một lớp vernix. Súng có buộc một chiếc nơ vải đỏ.
Tôi thầm cầu cho linh hồn của tên lính lãng mạn này được sớm siêu thoát. 9 giờ sáng ngày 4 tháng 6 năm 1981, 16 cán bộ chiến sĩ của đại đội 6 do anh Võ Văn Cổ chỉ huy về đến Đăng Cum. Hai thương binh được chuyển về trạm phẫu trung đoàn, hai trinh sát về vị trí đóng quân của trung đội trinh sát, trung đội trực thuộc tiểu đoàn. Ai cũng vui vì đã lâu rồi đại đội mới diệt được địch và thu được súng. Những lần trước khi thì địch đã vào đúng ý định, nhưng bấm mìn Claymore không nổ do pin yếu. Lúc thì đánh cấp tiểu đoàn hơn 150 chiến sĩ vào một chốt của lính para với số đạn tiêu hao hơn nửa tấn, gồm các loại đạn DKZ, cối 82, cối 61, B40 và hàng nghìn viên đạn AK. Số đạn này tiểu đoàn xin bổ sung sau trận đánh. Lý do khi áp sát mục tiêu, một chiến sĩ bị vướng mìn làm lộ đội hình, định rút lui trước khi tiểu đoàn đánh vào cứ điểm của chúng. Chính vì vậy, việc đại đội 6 tịch thu được súng không những là niềm vui cho đại đội mà còn là niềm khích lệ cho cả tiểu đoàn. Nhưng bên cạnh đó, một số ít người không hài lòng, ganh tị, đặc biệt là những quân sư quản mo, những văn thư, nhân viên chính trị, quản lý, hậu cần. Những người không bao giờ ra trận hoặc rất ít ra trận đối với họ. Các trận đánh chỉ là những tiếng nổ từ xa vọng về, nhưng tiếng nói của họ khá quan trọng, đôi khi làm thay đổi quyết định của cấp chỉ huy, dù quyết định đó ra sao. Vào một buổi trưa, tôi thấy anh Toàn Văn Thư đại đội quê Thái Bình và cậu Hải, chính trị viên, vừa cười vừa trao đổi điều gì ở ngoài sân. Lát sau, một trong hai người đến gặp anh Sắc đại đội phó. Anh Sắc ơi, anh Cổ tịch thu được súng rồi. Như vậy là 1-0. Bây giờ tới lượt anh. Tiếng cười kéo dài, châm chọc như xoáy vào óc người nghe, khiến tôi cũng khó chịu. Nhưng anh Sắc vốn tính cục mịch, ít nói, nên lặng lẽ bỏ đi như không quan tâm những lời vừa nghe. Và một buổi chiều, khi tôi đi thăm bệnh, về gặp anh Sắc đi ngược lại, hướng về ban chỉ huy tiểu đoàn, anh như vừa trải qua một cơn giận dữ cực độ, mặt đỏ bừng, đôi mắt đỏ lên, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ những mạch máu nhỏ trong mắt anh. Không hiểu do cố ý hay vô tình mà đi ngang qua tôi, anh nghiến chặt hai hàm, nói qua kẽ răng. Lần này, tao phải lấy được súng. Câu nói và sắc mặt của anh làm tôi rùng mình. Linh tính có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Hôm sau, tôi mới biết anh Sắc lên tiểu đoàn xin đánh phục kích, quyết tâm lấy súng, bất chấp ta đã bị lộ lực lượng và chiến thuật trong trận phục kích trước đó. Để chắc thắng, anh đã đưa đội hình lên cao 500m so với ngã ba đường bò. Chọn một khúc quanh để đặt khẩu trung liên khai hỏa. Căn dặn anh Vỡ, xạ thủ trung liên, người dân tộc Tày quê ở miền núi phía Bắc. Khi nào chắc chắn bắn trúng thì mới được nổ súng. Đồng thời anh bố trí toàn bộ lực lượng 20 người sang bên kia đường bò. Để khi nổ súng xong, anh em phải băng qua xác những tên lính para mới trở về đơn vị được. Tiểu đoàn được biết trận đánh này có thể gặp khó khăn nên tăng cường một máy bộ đàm PRC-25 do cậu Hải thông tin đi phối thuộc để liên lạc trực tiếp với tiểu đoàn. 7 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 1981, anh Vợ chờ cho tên lính para đi đầu chỉ còn cách khoảng 5m, có thể nhìn rõ nốt ruồi trên mặt nó. Anh mới xiết cò khẩu trung liên khai hỏa trận đánh. Bốn tên đi đầu nằm la liệt trên đất, những tên đi sau lăn vào bệ đường, nấp sau các gốc cây, bắn phát một cầm chừng như chờ đợi điều gì, chứ không bỏ chạy như tốp lính bị đánh hai ngày trước. Làm anh em cũng không thể ra đường lấy súng được. Chừng 3 phút giằng co trong nôn nóng, sốt ruột, bỗng anh Báu, người Hà Nam Ninh, quay lại thì giật mình thấy bọn para chỉ còn cách khoảng 30m. Chúng đông, chừng 50 tên đang dàn hàng ngang phía sau lưng. Mỗi tên cách nhau khoảng 4m, lặng lẽ tiến đến gần. Trong tình thế bất ngờ bị bao vây, như rắn mất đầu, anh em hình thành hai nhóm rút lui. Nhóm đông do anh Thặng Thái Bình, cán bộ trung đội, và anh Báu hô hào anh em vừa chạy ra đường vừa bắn về phía đối phương mở đường máu, vừa giật súng từ những xác nằm trên đường.
Nhóm ít hơn chạy theo anh Sắc, men theo đường bò về hướng đơn vị. Cậu Hải thông tin nhập ngũ năm 1971. Đang lưỡng lự không biết chạy hướng nào thì bị đạn nhọn xuyên từ sau lưng qua máy bộ đàm trổ ra trước ngực. Anh Lâm, xạ thủ B-40, bị một trái B-40 nổ ngay trước mặt, chỉ cách chừng 1,5 m. Anh Sắc may mắn chỉ bị đạn nhọn trượt qua phần mềm phía trước cẳng chân trái, lộ hẳn một đường ngang 3 cm xương ống chân. Chỉ có thể giải thích bản năng sinh tồn, anh mới có thể tiếp tục chạy được. Hơn nửa giờ sau, các anh em đại đội 6 về đến Đăng Cum. Ta thu được một súng AK, một CKC, bỏ lại hai tử sĩ ngoài trận địa, mất một máy bộ đàm PRC-25 và một súng B-40. Mấy ngày sau, quân báo của trung đoàn là người Campuchia được đào tạo nghiệp vụ trà trộn trong dân buôn để hoạt động dạng tình báo. Chụp được hình chúng đang treo đầu của hai đồng đội và vũ khí trên cành cây trong căn cứ của chúng để ăn mừng và cảnh cáo chúng tôi. Một buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 1981, sau khi biết nhóm do anh Sắc chỉ huy đánh phục kích bị thất bại, phải bỏ chạy, để lại trận địa hai tử sĩ, tiểu đoàn 2 quyết định huy động toàn bộ lực lượng gồm 3 đại đội đi theo hai hướng khác nhau đến lấy tử sĩ, đồng thời báo về trung đoàn 4 xin chi viện từ tiểu đoàn 3, cách đó 15 cây số. Phải mất từ 4 đến 5 tiếng để tiểu đoàn 3 hành quân tới nơi. Hướng đại đội 7 do anh Mùi Hà Bắc chỉ huy gặp lính para quá đông nên phải rút lui. Về sau nêu lý do để bảo toàn lực lượng nên hỏa lực của chúng tập trung vào hai đại đội còn lại mà tôi đã kể trong bài trước. Tôi thoát chết nhờ được nắm chân ngã xuống trước khi chạy vào đường đạn bắn tỉa ngang tầm ngực. Băng xong vết thương bụng cho anh Độ, anh bị bắn tỉa xuyên từ hố chậu trái sang hố chậu phải. Tôi nằm bên cạnh anh, lo ngại, không biết anh có thể di chuyển được hay không. Anh cố gắng gượng trườn về phía sau cây này đi. Tôi vừa chỉ tay về một thân cây lớn, đường kính khoảng 30 cm, cách chỗ chúng tôi chừng 4 m. Ở đó có vật cản che đỡ, em mới có thể cõng anh chạy về phía sau được. Anh Độ do dự trong vài giây, rồi trườn ngửa người về phía gốc cây tôi đã chỉ anh. Đúng lúc đó tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh Độ di chuyển được 3 m. Thì bất ngờ anh Trung, chiến sĩ của anh Độ, người đã gọi y tá giật giọng vang xa hàng trăm mét, bồng súng bỏ chạy, làm anh Độ hoảng hốt gọi lớn: "Mày bỏ tao ra! Mày bỏ tao à?" Rồi anh lồm cồm ôm bụng chạy theo. Và tôi không ngờ hành động của anh Trung lại như vết dầu loang, làm tất cả các chiến sĩ của đại đội 8 lần lượt bỏ vị trí chạy về phía sau. Kể cả cậu Thông, cán bộ tiểu đội, người nằm bên cạnh tôi cảnh giới lúc tôi băng bó cho anh Độ. Trong tình huống hoàn toàn bị hở sườn và số đạn còn lại rất ít, chủ yếu là cầm cự chờ lực lượng lên chi viện, anh Cổ buộc phải cho anh em đại đội 6 yểm trợ nhau rút lui, và tôi lại lọt vào nhóm cuối cùng. Tôi không muốn chạy quay lưng về phía những họng súng bắn tỉa nên trườn sấp về phía sau như bài học cơ bản ở quân trường Quang Trung. Nhưng điều đó cũng không đảm bảo an toàn khi những vết đạn bắn găm xuống nền cát trước mặt tôi từ những tay súng nằm trên ụ mối, làm tôi có cảm nhận rõ những hạt cát bật lên rơi vào cánh tay của mình. Một lần nữa tôi lại co mình chuẩn bị phóng tới, đúng lúc cậu Dương tiểu đội trưởng, người rút lui cuối cùng của đại đội 6, chạy vọt qua bên phải tôi khoảng 5 m. Tôi chạy theo cậu Dương, vừa qua một bụi cây nhỏ nhưng không thấy Dương đâu. Bỗng nghe tiếng cậu Hiệp, nhập ngũ năm 1980 ở Gò Vấp, chiến sĩ của Dương, gọi ở phía sau: "Anh Tấn ơi, anh Dương bị làm sao rồi?" Tôi quay lại gặp Dương nửa ngồi nửa nằm, đầu gục xuống, dường như chiếc bao xe quá nặng, Dương không thể trỗi dậy được. Tôi đặt Dương nằm ngửa, tháo bao xe đạn ra. Một viên đạn đã xuyên từ giữa lưng, cách cổ sống khoảng 2 cm, trổ ra trước ngực vùng thượng vị, làm tôi đau đớn tuyệt vọng, nhưng vẫn nhanh chóng mở chiếc túi cứu thương. Dương nhắm mắt thều thào: "Chắc tao chết quá."
Không sao đâu, mày yên tâm đi, để tao băng cho. Tôi nói với Dương mà trong đầu lại nghĩ khác. Cậu Hiệp quay nhìn về phía các đồng đội đã mất hút sau những lùm cây, rồi nhìn về phía tên lính para bồn chồn. Anh Tấn ơi, bây giờ mình làm sao? Như được Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi nhận định chúng rất đông, nhưng không dám đuổi theo, nên bình tĩnh nhìn Hiệp. Em cứ ngồi đó cảnh giới, để anh băng cho Dương xong đã. Hiệp khẽ dạ, rồi hướng về phía trước quan sát. Nhưng tôi đang băng cho Dương, Hiệp nhẹ nhàng bỏ tới, gỡ đôi giày bốt từ chân của Dương. Đôi giày mà hai ngày trước Dương đã gỡ từ đôi chân của tên lính para đang hấp hối. Đôi giày này xui xẻo kỳ lạ, hai người mang nó đều bị đạn xuyên qua. Hiệp thoáng nhìn tôi, rồi lần lượt quăng từng chiếc giày ra xa, như thể muốn vứt bỏ điều gì hắc ám đang bám lấy chúng tôi. Băng xong cho Dương, tôi và Hiệp thay nhau cõng Dương chạy về phía sau. Đến lượt tôi, Dương thấy rất mệt. Dương nói qua hơi thở. Bỏ tao xuống. Tôi biết Dương đang choáng, nhưng chúng tôi trong tầm đạn nên tôi động viên. Dương ơi, mày ráng chút nữa đi. Tôi chưa nói dứt câu, Dương đã buông thõng hai tay, không choàng qua cổ tôi nữa. Thân người mềm nhũn, làm tôi phải cúi gập người về phía trước để đỡ Dương khỏi bật ra phía sau. Cậu Dương đã hy sinh trên lưng tôi, và động tác cõng Dương làm tôi nhanh chóng kiệt sức. Đúng lúc mắt tôi đã hoa lên, nổ đom đóm. Cảnh vật mờ nhòe đi, tôi thấy anh Cổ đứng bên một ụ mối, lung linh như sau một lớp sương mờ. Anh và một chiến sĩ nán lại, chờ những người rút lui sau cùng. Anh đưa tay về phía tôi, vẫy gọi, và ngay lập tức, chân tôi như bị đeo trì, không thể bước được nữa. Anh Chiến và một chiến sĩ của đại đội 8 nhanh chóng chạy đến đỡ Dương khỏi người tôi. Trong khi anh Cổ hỏi lớn, còn ai nữa không? Tôi mệt đến nỗi không trả lời được mà chỉ lắc đầu. Khoảng 15 giờ chiều, tiểu đoàn 3 mới tới ngã tư trinh sát, cách trận địa hơn 2 cây số. Chúng tôi lại tổ chức lực lượng lên lấy hai tử sĩ lần hai. Tiểu đoàn 3 đi bên trái đường bò với lực lượng hùng hậu hàng trăm người, trong khi bên phải, tiểu đoàn 2 chỉ còn đúng 11 người, kể cả anh Cổ, cậu Nãng và tôi. Những người khác đã chạy về Đăng Cum và Preao, nơi đóng quân của đại đội 8, và nhất định không quay trở lại nữa. 17 giờ chiều, trời đổ mưa tầm tã. Chúng tôi đưa thi thể không nguyên vẹn của hai đồng đội về lại ngã tư trinh sát, mà không gặp một trở ngại nào. Bọn lính para đã rút hết về căn cứ chuẩn bị phòng thủ. Chúng tôi có thể phân biệt được đồng đội vì tướng. Cậu Hải thông tin nhỏ con, còn tướng của Lê Thanh Lâm to con, nên được biên chế hỏa lực B-40. Trước đó, thi thể của Dương đã được anh em đưa về bộ phận chính sách của Trung đoàn 4. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1982, ở ngã ba Nam Sấp, ngã ba có một đường đất chính chạy thẳng 4 cây số rẽ qua đất Thái Lan. Rẽ trái 7 cây số là đồi Tà Ngọ, phạm vi của sư đoàn 9. Nơi đây 2 tháng trước, các sư đoàn đồng loạt tiến công dọc biên giới trong chiến dịch C-81, buộc bọn lính Pol Pot phải chạy sang đất Thái. Sư đoàn 5 rút về ngã ba này, để lại 2 tiểu đoàn chốt giữ. Vì vậy, chúng tôi đóng quân dạng dã chiến, không có hầm hào công sự, và mọi sinh hoạt đều rất khó khăn. Tôi đang làm cây cọc phụ để mắc lại chiếc võng bị ướt vì cơn mưa đột ngột đêm qua. Do chủ quan, mùa mưa chưa tới nên tôi đã mắc trực tiếp dây võng vào thân cây. Bất chợt, cậu Tâm anh nuôi đến từ phía sau. Y tá ơi, đi lấy nước không? Hả? Ở đâu? Tôi quay lại ngạc nhiên vì nơi có nước gần nhất là ở Tà Ngọ. Mỗi lần đi lấy nước, tiểu đoàn phải lên kế hoạch trong buổi họp giao ban chiều hôm trước, để các trung đội phân công người, có cán bộ chỉ huy chung, nếu gặp địch phải tổ chức vừa chiến đấu vừa đem nước về an toàn. Các anh em tải nước phải mất 5 giờ chọn buổi sáng, trong đó 30 phút là thời gian tắm giặt và chứa 20 lít nước vào ba lô. Số giờ còn lại
chỉ để vượt qua quãng đường chừng 14 cây số đường rừng cả đi lẫn về. Như đoán được ý nghĩ của tôi, cậu Tâm nói ngay: "Nước trong các ổ gà ở trên đường đó, mình đi lấy ngay đi, nắng lên nó cạn mất." Thì ra chỉ có anh nuôi, người rất cần nước nấu cơm, mới nghĩ ra việc lấy nước từ các vũng nước trên mặt đường sau cơn mưa. Ở đây nước quý hiếm, đến nỗi chúng tôi chỉ để nấu cơm, nấu nước uống. Ngoài ra mỗi sáng chỉ dùng một chén nước để đánh răng và rửa mặt. Anh nuôi không cần vo gạo mà đong gạo và nước trực tiếp rồi nấu cơm luôn. Vậy mà không có bữa nào chúng tôi để thừa cơm cả, dù chỉ ăn với cá khô hoặc tương hột kho. Còn rau xanh là thứ hàng xa xỉ, nằm mơ cũng không có, dù chỉ một chiếc lá. Những ai đã từng ăn lương khô thay cơm sẽ nhận ra điều này. Bữa đầu lương khô rất ngon, có vị ngọt của bột gạo, bột đậu xanh. Nhưng ăn đến bữa thứ hai, thứ ba, trong bụng cảm thấy nóng nảy, bức bối như có lửa vậy. Cơ thể mệt mỏi, chỉ thèm được ăn một chén cơm với muối cũng cảm thấy tuyệt vời. Bởi vậy, tôi đồng ý ngay. Và nếu chúng tôi lấy đủ nước, thì đợt tải nước kế tiếp, toàn bộ không phải cử người đi tận Tà Ngọ, vừa xa vừa nguy hiểm. Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi gồm 4 người. Tôi, cậu Tâm, cậu Khánh thông tin và anh Quê liên lạc, mang 4 ba lô và 4 cậu AK đi dọc theo con đường đất hướng về khu rừng tre. Nếu chúng tôi đến đoạn suối cạn, con suối vắt ngang đường phía đầu rừng tre, cách 2 cây số mà vẫn không có nước, tức chuyến đi của chúng tôi thất bại. Tuy vậy, mới đi được 1 cây số đã thấy lác đác vài ổ gà có nước. Mừng rỡ, cùng nhau xúm lại, người thì đứng quan sát cảnh giới, người thì lót tấm ni lông và ba lô, người thì dùng chiếc ca nhôm múc nhẹ từng can nước đổ vào. Nhưng chỉ được vài ba ca đầu là nước trong, sau đó nước nhanh chóng bị phần đục. Anh Quê nóng nảy quyết định: "Múc hết vào đi, cũng phải lóng phèn mới dùng được mà." Nói xong, anh nhìn y tá cười tít mắt lại. Đôi mắt anh thành hai làn ngang trên khuôn mặt bầu bĩnh, lấm tấm mụn cám. Sau đó, đi thêm khoảng 200 mét, chúng tôi lại gặp may ngoài mong đợi. Ba vũng nước lớn như ổ voi, một vũng bên phải, hai vũng bên trái đường cách nhau vài mét. Không những đủ để chứa đầy các ba lô mà còn đủ cho chúng tôi tắm qua quýt sau nhiều ngày không có nước tắm. Chúng tôi về đến tiểu đoàn lúc 9 giờ 30, sau khi phụ anh nuôi đổ nước vào bể chứa, là một khung gỗ được thiết kế từ nhiều đoạn cây nhỏ theo hình khối chữ nhật 80, 60, 50cm. Bốn góc được đóng chặt xuống đất. Bên trong có lót hai tấm ni lông, có thể trữ được 150 lít nước, đủ nhu cầu tối thiểu cho toàn bộ 8 người trong một tuần. Và tự tay tôi lóng phèn để kết tủa các chất vật đục lắng xuống đáy bể. Phèn chua được cấp theo tuyến quân y xuống đến trung đội để anh em có nước sạch, dùng từ tất cả các nguồn nước có thể tìm được. Tôi khoan khoái ngồi trên võng, tận hưởng cảm giác mát mẻ, nhẹ nhõm. Từ buổi tắm bất ngờ sáng nay và nhập tính, đã 2 tuần rồi tôi không tắm, thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn làm tôi giật mình. Tiếng nổ ở khoảng cách 100 mét trước đội hình của tiểu đoàn 8. Tôi lo lắng nhưng vẫn ngồi trên võng chờ những diễn biến tiếp theo. Nếu có 4 phát đạn, phát 1 liên tiếp báo hiệu có thương binh. Nếu có hàng loạt phát đạn, các loại nổ vang, thì phải nhanh chóng nấp vào gốc cây gần nhất để tránh đạn, vì chắc chắn đã bị lính Pol Pot tập kích. Nhưng sau lần này có vẻ khác thường, im lặng kéo dài làm chúng tôi nhìn nhau và tự hỏi: chuyện gì thế nhỉ? Cùng lúc đó, anh nuôi tiểu đoàn 8 chắc chắn heo đã bị vướng mìn rồi, vì anh em mình đã chặt cây làm vật cản ngang đường. Chỉ chừa một lỗ trống nhỏ có gài mìn vướng nổ cho heo đi qua, chứ bọn Pol Pot không thể ngờ nghệt chui vào, vì sẽ nhận ra ngay đây là vật cản do con người sắp đặt. Bởi vậy, ba người của nhà bếp đã mang một súng AK và một đòn cáng heo chuẩn bị sẵn để khiêng heo về. Nhưng khi chới tới nơi thì hàng loạt đạn AK và một trái B-40 bắn về phía anh em.
Rất may do cảnh giác không ai bị thương. Anh em nhà bếp vừa bắn trả vừa lui về vị trí trong đội hình. Ngay lập tức, khẩu cối 82 ly của tiểu đoàn 2, cối 82 ly của tiểu đoàn 8 và khẩu 61 ly của đại đội 6 cùng bắn từ 3 vị trí khác nhau. Cấp tập hàng chục trái đạn tập trung vào điểm có địch. Bọn lính Pốt bỏ chạy, để lại tên bị thương ở sở chỉ huy trung đoàn 4. Anh Thành lệnh cho khiêng tên lính về đặt ngay ở ngã ba đường. Tên lính Pol Pot có thân hình chắc đậm, khoảng 60-65 kg, cao chừng 1m6, nước da ngăm, được đặt ngồi bệt ở trên đất. Nó muốn nằm cũng không được, ngồi thẳng cũng không xong. Tay trái nâng đầu gối, tay phải cầm phần cẳng chân trái đã gãy lìa xương ở đoạn giữa cẳng chân. Chỉ còn dính một mảng da bằng 4 ngón tay. Vết thương đứt động mạch và không được garo, nhưng máu chỉ còn nhỏ từng giọt, chứng tỏ lượng máu trong người tên lính còn rất ít. Tuy vậy, nó vẫn cố gắng trả lời từng câu hỏi của anh Thành thông qua đồng chí phiên dịch bằng một giọng đứt quãng, rời rạc, xen lẫn tiếng rên khè khẽ. Thỉnh thoảng, nó lại đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn anh Thành, rồi lại nhìn xuống chân gãy như muốn nói: "Tôi đang bị thương, xin hãy cứu tôi." Nhưng anh Thành không quan tâm đến điều đó. Anh hỏi dồn dập như sợ không đủ thời gian. "Bọn mày tới đây bao nhiêu người?" "6 người." "Mày mang súng gì?" "Súng B40." "Súng mày ở đâu?" "Những đứa kia mang đi rồi." "Mày tên gì, cấp bậc, đơn vị? Cha mẹ còn sống không, ở đâu?" "Tên lính, 23 tuổi, đi lính 3 năm, còn mẹ già ở Bát Tam Bang." Tôi không biết nó khai đúng hay không, nhưng sau một lúc tra hỏi, anh Thành đứng lên. "Thằng này láo, nó khai không đúng tên sư đoàn và quân số." Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Nhưng anh Cường, bác sĩ mới tốt nghiệp, được bổ sung về trung đoàn 4, nói với theo: "Tính sao bây giờ anh?" Anh Thành vừa đi vừa lắc đầu. Thế là số phận tên lính đã được định đoạt. Đầu tháng 2 năm 1983, tiểu đoàn tôi được điều chuyển về lại Đăng Cum, nơi chúng tôi đã chốt giữ những năm 1980 đến năm 1982, mới bàn giao lại cho tiểu đoàn 8 bộ đội biên phòng. Nhưng chỉ được 10 tháng, lực lượng para ở căn cứ Nông Chan trên đất Thái Lan. Vì chúng thường mặc quân phục giản dị, chúng rất thích những người Việt Nam vượt biên. Bọn chúng lục xét và bắt các nạn nhân cởi hết quần áo để tìm vàng và tiền giấu ở những chỗ kín đáo nhất trên cơ thể. Ai chống cự, chúng sẽ bắn ngay. Phụ nữ còn bị qua tay nhiều tên para trước khi chúng thả ra để đi đến trạm kiểm soát khác. Phát triển hai trung đoàn đánh chiếm Đăng Cum và tiến sâu vào nội địa với ý định cắt đứt tuyến quốc lộ số 5, cô lập trung đoàn 4 với sư đoàn 5 mặt trận 479, phải dùng cú đấm thép mới đẩy lui chúng qua bên kia biên giới. Trở về Đăng Cum với biết bao ký ức vui buồn lẫn lộn, với những trận đánh in đậm trong trí nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng với địa bàn quen thuộc, không khí trong lành, nhiều cây trái và có điều kiện trồng rau nuôi vịt, cải thiện sức khỏe nên chúng tôi vui hơn nhiều. Sau thời gian củng cố trận địa, tiểu đoàn tiếp nhận nhiệm vụ đánh phục kích với điều kiện phải chắc thắng mới đánh, nhằm tôi luyện bản lĩnh chiến đấu cho các chiến sĩ mới, đồng thời làm tiêu hao, suy giảm sinh lực và sức mạnh của bọn địch. Nhưng với chiến sĩ chúng tôi, luôn mong muốn trận đánh này sẽ trả thù cho các đồng đội đã hy sinh các năm trước. Địa điểm phục kích cách 5 cây số phía bắc Đăng Cum, nằm trên tuyến đường buôn chạy từ căn cứ Nông Chan vào nội địa hướng về thị trấn Sisophon. Các trinh sát tiểu đoàn đã thay nhau bám nắm, theo dõi nhiều ngày để tìm được quy luật hoạt động của bọn lính para trên trục đường này. Chúng không đi tuần từng tốp 8 đến 10 tên như tuyến đường buôn ở phía nam Đăng Cum, mà chỉ có 3 tên áp tải dân buôn từ Nông Chan vượt qua chặng đường 10 cây số, chạy song song với biên giới để đến một chốt kiểm soát của chúng trước khi cho dân buôn tự đi vào vùng tự do bộ đội ca quản lý. Anh em trinh sát nắm tình hình chắc đến từng chi tiết. Trên đường 3, tên lính quay trở về, chúng sẽ dừng chân ở một chòi nghỉ khoảng giữa con đường lúc 13 giờ 30 phút để chia tiền do dân buôn cống nộp. Sau khi toàn bộ đi kiểm tra thực địa đúng như trinh sát báo cáo, phương án tác chiến được đặt ra.
để tránh thương vong cho dân chúng, sẽ đánh 3 tên lính lúc chúng ngồi chia tiền. Khoảnh khắc sơ hở nhất của chúng, lực lượng chính gồm đại đội 6 có tăng cường 1.000 DH-10 đặt sau chòi 4m là hiệu lệnh nổ súng, có lượng nổ tương đương mìn chống tăng, bắn hàng trăm mảnh sắt 6mm theo hình rẻ quạt, có tầm sát thương 100m chiều sâu, 150m chiều ngang. Theo lý thuyết, DH-10 để đánh một đại đội bộ binh. Phía sau đại đội 6 khoảng 500m là ban chỉ huy tiểu đoàn, có một cối 82 ly kết hợp với khẩu đội cối 61 ly của đại đội 6 sẽ bắn chặn ở một cây số phía bên trái hướng có căn cứ Nông Chan, ngăn không cho chúng dùng xe máy vận chuyển quân xuống chi viện. Trận chiến ngày 6 tháng 6 năm 1981, chúng dùng nhiều xe máy, mỗi xe chở 2 tên phía sau chi viện cho lực lượng đánh tiểu đoàn tôi. Ở khoảng cách một cây số phía bên phải điểm nổ, đại đội 8 được lệnh nằm chờ để đánh tốp chốt kiểm soát nếu chúng chạy đến chi viện. Sau bữa cơm trưa ngày 23 tháng 3 năm 1983, chúng tôi bắt đầu hành quân và áp sát điểm nổ súng. Tôi đi với anh Bùi, tiểu đoàn phó, y tá tiểu đoàn đi với cán bộ tiểu đoàn trong đội hình đại đội 6 để chỉ huy trực tiếp nếu trận đánh gặp khó khăn. Mọi diễn biến đều đúng như kế hoạch. Sau tiếng mìn khai hỏa, gần 40 khẩu súng AK nổ liên thanh, tiếng đạn rào rào như tiếng mưa rơi trên mái tôn, và vừa thay băng đạn thứ hai, anh em đã xung phong ra đường ngay để thực hiện phương châm đánh nhanh rút gọn. 3 tên lính văng xa 4-5 mét theo hình rẻ quạt, nhưng chúng bị thương không giống nhau. Một tên chết ngay tại chỗ, tên ở giữa bị thương hai chân, ngồi bệt ở trên đất, nó không lo cầm súng bắn trả như một chiến binh mà lại giơ thẳng hai tay lên trời như động tác thể dục buổi sáng. Tên thứ ba bồng súng bò vào gốc cây nằm úp mặt xuống đất, nó không mở an toàn dù khẩu súng của nó không hư hại gì, tất cả đều bị bắn bồi. Ta tịch thu 3 khẩu AK-47. 2 tuần sau, tiểu đoàn tôi họp để nghe anh Thành, tiểu đoàn trưởng, đọc thư khen của trung đoàn gửi cho tiểu đoàn tôi. Ban chỉ huy trung đoàn 4 gửi lời khen cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 2 có một trận đánh xuất sắc, diệt gọn 3 tên, thu 3 súng. Phía ta không có thương vong, nhưng lần sau đề nghị các đồng chí tiết kiệm đạn lại. Tổng số đạn các đồng chí xin bổ sung sau trận đánh, bộ phận quân lực đã tính toán có trọng lượng 293 kg. Như vậy, để diệt được một tên địch, các đồng chí đã bắn nó gần 100 kg đạn. Nếu cứ như vậy, lần sau tôi đề nghị các đồng chí không bắn nữa, lấy đạn đè nó cũng chết. Cả hội trường cười nghiêng ngả. Hồi ở quân trường, tôi được biết một viên đạn bằng 3 cân gạo. Không ngờ trận đánh này diễn ra nhanh chóng, chỉ khoảng 2 phút đã thổi bay một cánh đồng lúa chín vàng. Nghĩ cũng tiếc thật, nhưng cái giá đạt được không thể so sánh bằng lúa gạo. Các đồng đội ạ, các anh Lâm, anh Xuân, anh Cường, anh Trường, các cậu Hải, Dương, Ninh, các đồng đội đã hy sinh ở Đăng Cum, hãy về đây xem anh em mình đang cười đùa vui vẻ này. Không chỉ vì câu nói dí dỏm của thủ trưởng, mà còn vì đã trả thù cho các đồng đội. Sự hy sinh của anh em là bài học quý giá, là kinh nghiệm xương máu để có trận đánh này và các trận đánh về sau, làm vơi đi nỗi dai dứt của những người đồng đội còn sống, luôn mang tâm trạng có lỗi với những người đã mất. Tự nhiên, mắt tôi cay xè, như có nhiều hạt bụi cùng bám vào một lúc. Sau buổi họp của tiểu đoàn, nghe thư khen ngợi và lời nhắc nhở tiết kiệm đạn của trung đoàn trưởng, tiểu đoàn tôi coi đó là mệnh lệnh cho trận đánh tiếp theo, và cũng để tránh tiếng tăm lan xa. Không khéo các tiểu đoàn bạn lại đặt thêm tên mới cho tiểu đoàn tôi là tiểu đoàn 100kg cũng nên. Vấn đề được đặt ra, muốn tiết kiệm đạn triệt để sẽ không sử dụng các loại hỏa lực như mìn DH, cối B40, B41 mà chỉ dùng duy nhất đạn AK. Trước đây, ngày 4 tháng 6 năm 81, anh Võ Văn Cổ đã áp dụng cách này. Ta chỉ có 19 tay súng phục kích một toán 10 tên para. Có lẽ chúng đeo nhiều bùa đỏ trên người nên ta chỉ bắn chết đúng một tên đi đầu, tịch thu được một khẩu AK. Nhưng sau đó 2 ngày, trận đánh do anh Sắc chỉ huy
đã bị lực lượng para áp đảo bao vây, buộc phải mở đường máu để thoát thân, để lại hai tử sĩ, đó là trung đoàn, không cho chúng tôi phục kích lẻ tẻ nữa, mà chỉ đánh lớn cấp tiểu đoàn vào các chốt kiểm soát của bọn para. Là trận đánh đêm ngày 1 tháng 11 năm 1981, đầu năm 1982, chúng tôi được chuyển địa bàn hoạt động sang phía nam đường quốc lộ 5, nơi có các địa danh không thể nào quên: Takom Krao, Pong Kham Minh, ngã ba Nam Sấp, núi Cao Nam Mun, địa bàn của bọn Pot. Đầu năm 1983, tiểu đoàn tôi lại được chuyển về Đăng Cum với lời dặn dò của trung đoàn trưởng phải chắc thắng mới đánh, nên mới có trận đánh lấy đạn đẻ địch như trên. Nhiệm vụ tiết kiệm đạn cho trận đánh tiếp theo lại đặt ra cho đại đội 6. Nhưng cán bộ chỉ huy đã có nhiều thay đổi. Anh Cổ lên tiểu đoàn, anh Sắc xin chuyển đơn vị khác, nên tiểu đoàn đã xem xét bổ nhiệm cậu Trung nhập ngũ cùng đợt 26 tháng 3 năm 79, nhà ở phường 12 quận Tân Bình, trung đội phó trinh sát, về làm đại đội phó đại đội 6. Cậu Trung là một cán bộ gan dạ, trưởng thành trong chiến đấu, đã cùng trinh sát tiểu đoàn bám sát, theo dõi hoạt động của bọn lính para. Thay vì chỉ có 3 tên áp tải dân như trước kia, giờ chúng đi thành từng tốp 8 đến 10 tên, trang bị vũ khí đầy đủ. Ngoài các khẩu AK, chúng còn có một trung liên RBD và hai khẩu B41. Mỗi sáng, chúng đi theo đội hình hàng dọc, giãn cách 5 mét một tên, đưa dân buôn từ nông trang đến trạm kiểm soát cuối cùng của chúng. Đầu giờ chiều, chúng lại áp tải một tốp dân buôn khác đi hướng ngược lại. Nhiệm vụ đánh phục kích trở nên khó khăn hơn nhiều trong điều kiện không có lực lượng dự bị, không có lực lượng đánh chặn. Các trinh sát đã nhận xét, khi chúng đi đến đường gần vị trí ba tên para bị giết một tháng trước, chúng luôn cảnh giác, súng 55 ở trên tay, sẵn sàng nhả đạn. Ta đánh phục kích đoàn này sẽ không hiệu quả, nhưng khi chúng đến gần hoặc mới khởi hành từ trạm kiểm soát, trong phạm vi một cây số là thời điểm chúng chủ quan nhất, vì nghĩ rằng đã ở trong vùng an toàn. Mỗi trạm kiểm soát đều có công sự bao quanh, có lực lượng từ 20 đến 40 tên, có một cối 61 ly. Chủ quan đến mức tên đi đầu vác khẩu trung liên nặng 9 kg trên vai, chứ không bùng súng ở trên tay nữa. Vậy là thời điểm đánh đã được chọn. Trong cuộc họp đại đội triển khai kế hoạch tác chiến, cậu Trung đã căn dặn chiến sĩ cẩn thận. Khi tôi nổ súng, đó là hiệu lệnh, các đồng chí hãy bắn phủ đầu. Từ tên thứ 3 trở về sau, không được bắn về phía hai tên đi đầu, vì tôi và đồng chí trung đội cũng ở đó. Hơn 13 giờ ngày 24 tháng 4 năm 1983, vừa tròn một tháng kể từ trận đánh trước, đội hình đại đội 6 nằm dọc theo đường buôn rộng khoảng 3 mét. Tất cả đều nằm để tránh lộ đội hình, trừ cậu Trung và một cán bộ trung đội đứng nép vào hai thân cây, cách nhau 4 mét ở cuối cùng đội hình. Khi tên đi đầu vác khẩu trung liên ở vị trí vuông góc với cậu Trung và khoảng cách gần nhất 5 mét, cậu Trung ra hiệu cho đồng đội vừa chạy tới áp sát, vừa điểm xạ 2 phát 1 vào người tên đi đầu. Cậu cán bộ trung đội cũng làm động tác tương tự với tên thứ hai. Cả hai tên chỉ kịp phản ứng duy nhất, giật mình nhìn về phía người đang chạy ra bắn nó. Cùng lúc, cả đội hình đồng loạt nổ súng. Những tên đi sau chạy toán loạn, tên thì chạy lui sang bìa rừng phía bên kia, tên thì chạy theo dân buôn đang hỗn loạn về chốt kiểm soát, tên thì bò lăn bò càng ở trên mặt đường. Trận đánh kết thúc trước khi những tên para còn sống tìm chỗ ẩn nấp và bắn trả. Trận đánh nhanh, chớp nhoáng trong 10 giây, nhanh như ăn cướp, như lời một cán bộ nhận xét vui. Ta đã mang hai khẩu súng thu được, một trung liên RBD và một AK về vị trí xuất phát mà hai tên đi đầu chưa chết hẳn, vẫn còn dãy giụa lạch đạch ở trên mặt đường. Trận đánh của đại đội 6 vừa trả thù lần hai cho đồng đội, vừa trả lời cho thủ trưởng trung đoàn về nhắc nhở tiết kiệm đạn. Mỗi cán bộ chiến sĩ đại đội 6, tiểu đoàn 2, trung đoàn 4, sư đoàn 5 giải quyết trận đánh chưa hết một băng đạn. Ngày 31 tháng 1 năm 1983, dưới sự yểm trợ mạnh của pháo binh và không quân, 4.000 quân Việt Nam cùng xe thiết giáp đã mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ Nông Chan,
một trong những trại tị nạn lớn nhất ở biên giới Thái Lan, giao tranh với khoảng 2.000 lính Khmer Đỏ, làm 24.000 dân tị nạn bỏ chạy, 100 người dân bị thương ở bệnh viện Khao Y Đăng. Trên trang lịch sử Campuchia, giai đoạn 1979-1993, có đoạn ghi chép: Tháng 1 năm 1983, các đơn vị nhỏ của mặt trận giải phóng dân tộc Khmer Đỏ tấn công các đồn tiền tiêu của quân Việt Nam để trả đũa. Tới ngày 31 tháng 1, khoảng 4.000 quân Việt Nam được pháo hạng nặng và xe tăng hỗ trợ mở cuộc hành quân 6 ngày vào căn cứ Nông Chan, khiến 30.000 dân trong trại tị nạn bỏ chạy sang đất Thái, căn cứ quan trọng của mặt trận giải phóng dân tộc nhân dân Khmer, bị đánh phá nặng nề. Thực sự, với Việt Nam chỉ có 3 tiểu đoàn phối hợp với trung đoàn tăng của mặt trận 479. Trong đó có tiểu đoàn 7, trung đoàn 16 là chủ công do anh Toàn trung đoàn trưởng chỉ huy, tiểu đoàn 3, trung đoàn 4 và tiểu đoàn 6, trung đoàn 174. Mỗi trung đoàn có một tiểu đoàn tham gia trực tiếp. Tiểu đoàn tôi, tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 là lực lượng dự bị ở phía sau, đồng thời bảo vệ trận địa pháo. Nếu có chi tiết sai sót, xin các đồng đội trực tiếp chiến đấu đính chính dùm. Ta đã đánh bại hai trung đoàn 202 và 203 của bọn lính Para, còn gọi là bọn Sereka, không phải lính Khmer Đỏ, và cũng không đánh vào các trại tị nạn Nông Chan, mà chỉ đánh vào các vị trí phòng thủ trên đất Campuchia, tiêu diệt rất nhiều sinh lực, có thể buộc chúng hoảng sợ chạy qua biên giới. Có chăng số đạn pháo có mục tiêu là các khẩu đội pháo trên đất Thái, không cho chúng chi viện cho Para trên đất Campuchia. Nguyên nhân trận đánh và thất bại của bọn Para có thể do các cố vấn quân sự Trung Quốc nhận định sai lầm, đánh giá thấp khả năng tác chiến đa dạng của quân đội Việt Nam, khi cho rằng chất lượng và tinh thần của bộ đội Việt Nam đã giảm sút nhiều vì pháp lệnh nghĩa vụ quân sự bắt đầu áp dụng. Những cựu binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu 4 năm trở lên, từ các trận đánh biên giới Tây Nam Việt Nam đến biên giới Thái, được thay bằng những tân binh tuổi 18 mới huấn luyện 3 tháng quân trường, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu di động cho những tay súng bắn tỉa lão luyện trong lực lượng Para, mà tiểu đoàn tôi đã mục sở thị trong các trận đánh những năm trước. Chúng nhanh chóng phát triển lực lượng ở Nông Chan lên 2 trung đoàn, đánh chiếm Đăng Cum và mở rộng địa bàn với ý định cắt đứt tuyến quốc lộ số 5, bao vây trung đoàn 4. Trước tình hình cấp bách, trung đoàn phải huy động các đại đội trực thuộc như công binh, vận tải, tăng cường cho các tiểu đoàn bộ binh lập tuyến phòng thủ bằng mọi giá, không cho chúng thực hiện ý định. Các thương binh, bệnh binh ở trạm xá C23 được phát súng để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Tin tức từ các trinh sát báo về, chúng chiếm đến đâu và bắt dân đào thông hào đến đó, làm không khí trung đoàn càng thêm lo lắng, hoang mang. Chúng tôi không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn nhau đã nói lên tất cả. Cũng thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 đã có phương án tác chiến mà địch không ngờ tới. Để thắng được một ván cờ mà quân tốt bộ binh vừa mỏng vừa yếu, ta có thể sử dụng xe, pháo làm lực lượng quyết định. Tiểu đoàn tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ trận địa gồm 16 khẩu pháo các loại, được bố trí nằm dọc theo cạnh một hồ nước rộng hàng cây số vuông. Thành hồ được đắp cao 2 mét và rộng 2 mét như một đập nước, và tôi đã quan sát được toàn cảnh quá trình chuẩn bị của trận địa pháo kéo dài khoảng 1 tuần. Những ngày đầu, pháo được xe kéo tới và bộ đội phải di chuyển bằng sức người 60 mét để đưa pháo vào vị trí. Gần chúng tôi nhất ở góc bờ hồ là khẩu 105 ly, ở giữa có 4 khẩu 155 và ngoài cùng là 4 khẩu cao xạ 37 ly. Mỗi khẩu pháo cách nhau khoảng 4 mét và nằm sát thành hồ, lợi dụng chiều cao của bờ đất làm vật che đỡ nếu có bị phản pháo. Khoảng 50 mét phía sau, các pháo cao xạ là 4 khẩu trọng pháo 130 ly được cách ly với thành hồ vì sức nổ quá lớn khi khai hỏa làm rung chuyển mặt đất, có thể làm vỡ bờ hồ gây thảm họa cho cả trận địa pháo. Các khẩu đội pháo trừ pháo cao xạ chôn xuống nền đất 2 cây khộp thẳng đứng, đường kính bằng bắp chân như 2 cột khung thành để xếp đạn pháo vào đó,
cao lên 1 mét như củi, làm tôi có cảm giác cán bộ kiểm tra đạn sẽ không đếm mà sẽ đo bằng mét vuông. Cũng chính vì đạn pháo quá nhiều và nặng mà đến sáng ngày thứ tư, một chiến sĩ bất cẩn để tuột tay, làm trái đạn còn trong ống thép đựng đạn rơi từ thành xe xuống thẳng dưới chân. Dù đi giày nhưng vẫn bị đứt lìa 3 ngón chân. Thương binh đầu tiên trước khi trận đánh mở màn là một chiến sĩ pháo. 6 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1983, 12 khẩu đội pháo đồng loạt khai hỏa, trừ 4 khẩu cao xạ cấp tập vừa bắn vừa hiệu chỉnh tọa độ từ các trinh sát pháo ngoài mặt trận báo về. Đồng thời, bộ binh và các phân đội tăng từ các hướng được lệnh áp sát. Pháo cao xạ 37 ly của các trung đoàn được kéo theo bộ binh hạ nòng bắn thẳng vào các công sự sơ sài của bọn địch. Ngoài ra, 2 khẩu pháo 105 ly của trung đoàn 4 từ hướng Nimitz cũng khai hỏa vào các vị trí đã hiệp đồng từ trước. 6 giờ 30 phút, pháo ngừng bắn. Các phân đội tăng và bộ binh tấn công vào nhiều khu vực khác nhau, phân tán lực lượng địch. Dù chúng gài nhiều mìn chống tăng, nhưng chỉ bị một chiếc hỏng. Các chiếc khác vừa bắn, vừa phá, vừa vượt qua giao thông hào, tiến thẳng đến vị trí chỉ huy. Đầu não ở phía sau, tiêu diệt, sau đó mới quay lại cùng bộ binh giải quyết những tên lính còn lại như rắn mất đầu. Trong quá trình tăng vượt qua giao thông hào, nhiều tên para hoảng hốt nhảy lên, bỏ chạy, bị bánh xích của tăng đang trên đà lao tới nghiền nát. Chiến thuật dùng lực lượng bắn tỉa đánh bại bộ đội Việt Nam bị phá sản hoàn toàn. Theo thông báo chính thức của Trung đoàn 4, ta đã diệt tại chỗ hơn 150 tên lính para, tịch thu 153 khẩu súng các loại, gồm DKZ-82 cối 60 ly. Trong đó đã phát hiện một hầm súng đạn nhiều tấn, còn mới và chưa sử dụng, mang nhãn hiệu sản xuất ở Trung Quốc. 5 giờ sáng ngày 2 tháng 2 năm 1983, tức 2 ngày sau, tiểu đoàn tôi được lệnh di chuyển về hướng Đăng Cum. Đến quá trưa, chúng tôi mới tới nhận bàn giao địa bàn, nằm trên trục đường buôn cách Đăng Cum 2 cây số. Đây là khu vực chỉ huy đầu não cuối cùng của lực lượng para trên đất Campuchia. Khung cảnh hoang tàn, cây cối đổ rạp xác xơ, có những cây đường kính bằng thân người bị đạn pháo tiện ngang, có thể đạn pháo tăng, chỉ có một đoạn thân đứng sừng sững hướng lên bầu trời. Trên mặt đất, những dãy giao thông hào ngoằn ngoèo, nhiều chỗ sạt lở và cũng nhiều chỗ đất được san bằng là các vị trí tiểu đoàn đánh chiếm. Khu vực này đã chôn xác bọn lính para. Cũng ở đây, ngày 3 tháng 9 năm 1979, đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 174 đã bị bọn para bao vây, giết hại gần 20 đồng đội. Nhiều người bị chúng chặt xác, vứt bỏ mỗi nơi một ít, rất thương tâm. Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng đánh địch phản kích, trong buổi chiều và cả ngày hôm sau, chúng tôi cứ 2 người một nhóm đi tìm quanh khu vực xác những tên para còn sót lại để chôn tiếp dưới giao thông hào của chúng. Các y tá của tiểu đoàn phải giám sát để bảo đảm vệ sinh, tránh dịch bệnh cho toàn tiểu đoàn. Ngoài ra, theo chỉ thị của trung đoàn, đây là khu vực dân buôn đi lại nhiều, tuyệt đối không để dân thấy xác lính para vì sẽ ảnh hưởng công tác chính trị về sau này. Buổi chiều, sau cuộc họp giao ban, cậu Hải nhập ngũ cùng đợt với tôi. Nhân viên chính trị của tiểu đoàn đến gặp tôi. Tiểu đoàn nói ông, ngày mai xuống các đại đội giám sát anh em chôn xác địch, nhưng tôi thấy ông còn yếu lắm. Vậy ngày mai, ông giám sát khu vực đoàn bộ thôi, để tôi xuống các đại đội cho. Tôi bị thương lần thứ 2, nằm ở viện quân y 7E Siem Reap 1 tháng rưỡi, rồi được an dưỡng 5 ngày ở Hồ Ba Rai. Sức khỏe cũng khá lên chút ít, cân nặng 49 kg, có điều da mặt vẫn xanh như tàu lá chuối, dáng đi siêu vẹo dù đã về tiểu đoàn hơn tháng nay. Vì vậy, cậu Hải thương hại gánh việc cho tôi. Còn tôi nhận thấy công việc không đòi hỏi chuyên môn lắm và sẵn có người làm thay nên đồng ý ngay, và không ngờ việc giám sát này chẳng hề suôn sẻ chút nào. 16 giờ chiều, 2 cậu chiến sĩ của đại đội 7 có việc lên tiểu đoàn, đang bị một cậu nhìn sang bên đường thì bất ngờ thấy một cánh tay từ dưới giao thông hào mọc lên. Bàn tay co quắp như vẫy gọi, làm cả hệ ôm súng còn đầy băng đạn bỏ chạy thục mạng.
và sự việc đến tai tiểu đoàn. Sau buổi giao ban, cậu Hải đến gặp tôi, gãi đầu, cười ngượng ngạo. Tiểu đoàn khiển trách y tá, yêu cầu sáng mai xuống đại đội 6 điều tra xem hai người nào đã chôn xác cầu thả, để nguyên cánh tay nó lòi hẳn lên mặt đất như vậy. Mặt tôi đang xanh, bỗng đỏ bừng vì tức giận. Không biết cậu chiến sĩ nào hay chính Hải đã chơi tôi đây. Sáng sớm hôm sau, tôi và Hải xuống ngay đại đội 6 và không khó để tìm hai tác giả. Cậu chiến sĩ nhìn chúng tôi với ánh mắt thật thà. Chúng em đã xoay trở đủ cách nhưng không được. Nếu chôn cánh tay này xuống thì cánh tay kia lại trồi lên. Thì ra lỗi không phải của chiến sĩ mình mà là lỗi của thằng lính. Nó chết không chịu xuôi tay. Trong khi giao thông hào vừa hẹp vừa nông, nếu chôn nó ở tư thế nằm ngửa thì hai tay nó gác ngang giao thông hào. Không những hai tay mà còn cả đầu nó cũng lòi lên hẳn mặt đất. Cậu Hải như vừa nghĩ ra điều gì nên vừa cười vừa quay về phía hai cậu chiến sĩ. Hai chú lấy xẻng theo tôi, phải đào xác nó lên rồi tôi sẽ chỉ cho hai chú cách chôn. Hai cậu chiến sĩ tưởng thất, mặt tái đi vì sợ hãi. Thật ra cách giải quyết khá đơn giản. Đất được đào xuống tới bả vai, dùng xẻng tháo khớp vai để cánh tay xuôi theo chân người. Sau đó đất được đắp cao như những mồ đất khác. Công việc có vẻ nhẫn tâm, nhưng chúng tôi cần thực hiện nhanh vì thi thể đã qua ngày thứ tư trong giai đoạn phân hủy mạnh. Xong việc, chúng tôi quay trở về thì gặp hai cậu chiến sĩ khác đang loay hoay đào bới. Cậu Hải nhanh hơn tôi nên chạy đến gần. Các chú đang làm gì? Một cậu đứng thẳng dậy. Tối qua em nghe nói thằng này. Cậu chỉ tay xuống đất, có đôi giày mới nên sáng nay em nhờ bạn chỉ chỗ. Giày em rách rồi, không dùng được nữa. Sững người vài giây, đây là lần thứ hai tôi chứng kiến đồng đội lấy bốt từ thi thể kẻ thù. Nhưng lần trước tên địch mới chết, cơ thể còn nóng, chân tay còn mềm mại. Lần này xác nó đang phân hủy mà anh em phải tiếp xúc trực tiếp, khả năng nhiễm bệnh rất cao nếu không có sức đề kháng tốt. Vì thương đồng đội, tôi lại phải bỏ qua nguyên tắc. Các cậu đào nhanh lên rồi lấp đất lại như cũ. Nếu tiểu đoàn biết được, tôi sẽ bị khiển trách đấy. Buổi trưa, như thường lệ, cậu Tâm anh nuôi của tiểu đoàn chia cơm cho liên lạc và bộ phận quản lý, Quân Nhu. Cậu bới cơm vào một chiếc thau nhôm nhỏ và gọi tôi. Thức ăn là một chén nước muối. Những bữa trước còn có một mẩu cá khô hay một ít tương hột kho. Tôi đã nghe anh em rỉ tai nhau. Một chiếc xe tải của trung đoàn bị trúng mìn. Có lẽ vì thế mà việc cung cấp thực phẩm cho chúng tôi bị chậm trễ chăng? Bản năng đi cải thiện trong tôi chợt trỗi dậy. Tôi đã bị thương nặng trong lần đi cải thiện lấy măng khi lọt vào ổ phục kích của bọn Pol Pot. Nếu ở Đăng Cum, tôi dễ dàng kiếm được một rổ rau càng cua, rau lá lốt mọc dưới các lùm cây hoặc đọt chùm bao, đọt bình bát hay mọc leo trên các bụi khác, hoặc một trái đu đủ non bằng nắm tay cũng được một đĩa xào cho bữa cơm chiều. Nhưng ở rừng khộp này, việc kiếm rau là điều không tưởng. Còn chuyện săn bắn thú rừng thì là điều không thể, vì đơn giản chẳng có con thú nào cả. Nếu có thì cũng chẳng đến lượt tôi. Các anh em khác sẽ bắn hạ trước. Ngay cả loài bò sát nhỏ, một con rắn mối mới bò sột soạt dưới những chiếc lá khô, tôi cũng đành chịu, chẳng biết làm sao bắt được nó. Tôi chợt thắc mắc, những tên para trước khi chết đã ăn gì? Một trận đánh nhanh chớp nhoáng như vậy, chúng không để lại thứ gì có thể ăn được sao? Đầu giờ chiều, nắng gắt còn như đổ lửa. Từng cơn gió nhẹ thổi những chiếc lá vàng khô lăn xuống giao thông hào. Tôi khoác khẩu AK lên vai, vừa đi chậm rãi vừa quan sát. Cứ 5 hoặc 10 mét lại có một vị trí chôn xác bọn lính para. Nhìn xa xa, quang cảnh hiu quạnh như một bãi tha ma, làm tôi chợt rùng mình. Phía trước giao thông hào, đất được đắp mô làm bệ bắn. Đất phía sau bằng phẳng là những chỗ ngồi ăn cơm của chúng. Những vỏ lon cá hộp ba cô gái vứt lăn lóc. Tôi cẩn thận xem xét từng lon một. Ước gì còn có một lon cá còn nguyên. Nhưng chợt nhớ ra, nếu có thì anh em tiểu đoàn bạn đánh chiếm khu vực này đã tịch thu rồi. Ngay cả nón, giày và quân phục của chúng cũng bị mất tiêu. Nhiều tên para chết, trên người chỉ còn mặc mỗi chiếc quần tà lòn. Lúc này tôi mới chú ý đến phía trước
trong tầm với tay của người đứng dưới thông hào. Những đoạn cây có đường kính bằng ngón tay cái, cao khoảng 4 tấc, được cắm đều đặn 5 mét mỗi cây. Đặc điểm của phía trên mỗi cây đều có trạc 3, trạc 4. Nhiều túi ni lông nhỏ, đường kính bằng 2 ngón tay, chứa khoảng một thìa nhỏ mắm tôm. Khẩu phần ăn một bữa một người, được buộc túm miệng bằng những sợi dây thun màu vàng, màu đỏ, treo vào những trạc 3, trạc 4 này. Mở túi thử để biết chắc chắn đó là mắm tôm. Lòng tôi mừng rơn vì chiều nay chúng tôi sẽ có nước mắm tôm thay cho nước muối. Đứng thẳng dậy, nhìn dọc theo để ước lượng số cây treo mắm. Bỗng tôi rùng mình khi nhận thấy những tấm bia mộ khẳng khiu kỳ dị. Đi thêm một đoạn nữa để biết không còn gì có thể ăn được, tôi quay trở về và chợt băn khoăn. Có thể nào các chuyên gia Trung Quốc biết bộ đội Việt Nam sẽ ăn các gói mắm này và bỏ độc vào đó để giết kẻ thù? Nếu thế, ta phải bái phục vì chúng đích thị là con cháu của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Tôi nhớ đến cách thử phản ứng penicillin, tiêm một giọt nhỏ thuốc đã pha loãng vào dưới da ở phía trong cánh tay. Sau 5 phút sẽ có kết quả. Một quầng đỏ ngứa sẽ xuất hiện trên cơ thể dị ứng với thuốc. Nhưng đây là thức ăn, nên tôi lựa 4 gói ở 4 cây khác nhau, cho vào nồi đun sôi với một chút nước, nếm thử và ngồi đợi phản ứng. Nếu có chóng mặt buồn nôn, tôi phải báo ngay với tiểu đoàn để thông báo tất cả anh em không được ăn mắm có độc. Buổi chiều, tôi đi tắm ở một con suối nhỏ gần đó, ngang qua một cây rau bù ngót cao khoảng 3 mét. Tôi chưa từng thấy cây rau ngót nào lại cao như vậy. Thân cây bằng bắp chân một người lớn, màu lá xanh thẫm không lẫn vào đâu được. Ai đó đã leo lên chặt mất một đoạn ngọn ở chỗ có nhiều lá non nhất. Khi anh nuôi chia xong phần cơm, cũng là lúc tôi nấu xong nồi canh nhỏ rau ngót mắm tôm. Vừa húp miếng canh đầu tiên, mắt cậu Tâm đã ánh lên niềm vui. Mắm tôm ở đâu vậy anh? Tôi tự hào chỉ tay về phía thông hào của mấy thằng para đang còn treo ở cây kìa. Đã 36 năm, bữa cơm đó không phải là bữa cơm ngon nhất, mà là bữa cơm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Buổi sáng hôm sau, tôi đi ra định gom một số gói mắm về để làm thực phẩm dự trữ, nhưng đã trễ, không còn một gói nào. Thì ra, không chỉ mình tôi, mà nhiều người cũng biết mắm rất ngon và không có độc. Mấy ngày sau, tiểu đoàn tôi được lệnh trở về Đăng Cum, duy trì lại địa bàn như những năm trước. Những ngày đầu, do bộ phận công binh phải kiểm tra toàn bộ khu vực vì có một số mìn địch gài lại, chúng chiếm Đăng Cum nhưng không ở mà rút ra khu vực đường buôn để lập tuyến phòng thủ. Nên toàn bộ gồm quân y, quân lực, quân nhu, quản lý, anh nuôi tập trung ở trong một lán dựng tạm gần ban chỉ huy tiểu đoàn. Chiều ngày 27 Tết, đại đội vận tải của trung đoàn đã tải gạo, thực phẩm và quà Tết cho chúng tôi. Tuy không nhiều nhưng cũng mang đến một chút hương vị và không khí Tết, làm vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhất là các tân binh. Đêm ngày 30 Tết, giống như tất cả những đêm khác, toàn tiểu đoàn không thắp đèn, không bật diêm quẹt, thậm chí những ai hút thuốc phải xuống hầm để đốm sáng đầu của điếu thuốc không đi xa, để phòng địch mò vào tập kích. Tôi lặng lẽ nằm trên võng trong lán dựng tạm, cố dỗ giấc ngủ. Đây là lần thứ tư tôi đón giao thừa trên đất khách. Ai đó hát khẽ bài "Xuân này con không về". Đến đoạn trông bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào. Bỗng giọng cậu ấy nghẹn lại rồi im bặt. Tôi hiểu tất cả các chiến sĩ trong giờ phút này đều nhớ đến một người thân yêu nhất. Nếu không có chiến tranh, chúng tôi có lẽ còn đang đi học, còn trong vòng tay bao bọc của cha mẹ. Thời khắc giao thừa đến, cậu chiến sĩ mới của trung đội trinh sát xách AK chạy ra giữa sân tiểu đoàn bắn 3 phát lên trời, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Anh cán bộ trung đội chạy ra quát khẽ vì sợ tiểu đoàn nghe. Không được bắn. Cậu chiến sĩ giơ tay quệt nước mắt. Em nhớ nhà quá. Em chỉ bắn vài viên thôi. Một viên cũng không được. Anh cán bộ gằn giọng. Đúng lúc bên đại đội 9 nổ một loạt liên thanh lên không trung. Có những viên đạn vạch đường như những đầu bút đỏ kẻ vào bầu trời. Hai thầy trò trinh sát lặng lẽ đi vào. Bầu không khí lại tĩnh lặng như cũ.
Tôi nhập tính chỉ còn mấy tháng nữa là được về và từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy được gặp mẹ, người thân yêu nhất của tôi mà nhiều lần tôi cứ ngỡ không bao giờ được gặp lại.